Như thường lệ, phần điểm tin báo chí sẽ tiếp nối chương trình ngày mới sáng nay. Đó là những thông tin được báo chí trong nước quan tâm nhất. Chúng ta cùng theo dõi trong ít giây nữa, thưa quý vị. Thưa quý vị, phong trào nói không với Thủy Điện đã rộ lên. Khi mới đây, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của chủ dự án nhà máy Thủy Điện Thượng Nhật ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, hai ngày tỉnh Quảng Nam cũng thu hồi quyết định cho một doanh nghiệp thuê hơn 31.000 m2 đất để xây dựng thủy điện Đắc Di 2 ở ngay điểm nóng sạt lở Trà Len. Trước đó, Nghệ An cũng loại khỏi quy hoạch 15 dự án thủy điện vừa và nhỏ với lý do hiệu quả thấp. Những động thái trên được dư luận đánh giá cao bởi Thừa Thiên Huế hay Quảng Nam xưa nay là rốn lũ và cụm từ thủy điện như ác mộng luôn sướng lên mỗi khi lũ dân. Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, trong bối cảnh nền kinh tế đang khát điện, việc bổ sung nhiều nguồn điện khác nhau sẽ có phần thỏa cân khác này. Cũng chính vì điện mà 10 năm trước nhiều địa phương đã trải thảm mời gọi đầu tư và không ít dự án đã bỏ qua những khuyến cáo về môi trường. Theo tác giả của bài viết, nói không với thủy điện đâu khó, bài học của sự đánh đổi bất cân xứng đã rành thành, có thể kể ra như là Thượng Nhật, Đắc Di Hai hay là Đắc ra Ke. Đòi hỏi công tác quản lý thông qua quy hoạch phải nhìn xa trong rộng và xác định thứ tự ưu tiên vì kinh tế, vì nhà đầu tư hay là vì môi trường, vì thiên nhiên và vì người dân. Thống kê của Bộ Xây dựng cho biết từ năm 2018 đến nay cả nước có 108 dự án xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư với cư dân hoặc giữa cư dân với ban quản trị. Dẫn lời giáo sư Đặng Hùng Võ báo Thanh niên đưa tin, số lượng các chung cư có nội chiến ngày càng mở rộng và sự đấu tranh mạnh mẽ hơn, phức tạp hơn với số lượng người tham gia đông hơn. Nguyên nhân gây ra mâu thuẫn ở chung cư đều xuất phát từ lợi ích của các bên bị xâm phạm. Do vậy mà chỉ khi tìm được tiếng nói chung giữa hai bên thì mới hy vọng là mâu thuẫn được hóa giải. Hiện chưa có những quy định về tranh chấp chung cư một cách cụ thể dẫn đến khó khăn trong việc xử lý. Để giải quyết dứt điểm những tranh chấp giữa chủ đầu tư với cư dân hoặc giữa cư dân với ban quản trị. Trả lời báo Thanh niên, các luật sư cho rằng nhà nước cần sớm hoàn thiện bổ sung những lỗ hổng trong pháp luật về nhà chung cư. Thông tin liên quan đến Nghị định số 126-2020 của Chính phủ được nhiều trang báo đăng tải và dư luận quan tâm. Bởi vì Nghị định này quy định, từ ngày 5 tháng 12 thì các ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế. Quy định này khiến cho nhiều người lo ngại là lộ tài sản và mất quyền cá nhân. Trả lời báo Dân Trí, bà Lê Thị Duyên Hải, vụ trưởng vụ kê khai và kế toán thuế, tổng cục thuế, Bộ Tài chính khẳng định, Ngân hàng thương mại chỉ cung cấp cho cơ quan thuế tài khoản thanh toán chứ không cung cấp tài khoản tiết kiệm, vì vậy mà người dân yên tâm với bí mật tài chính của mình. Đại diện Tổng cục thuế nhấn mạnh, ngành thuế sẽ tiếp cận thông tin có tính chất chọn lọc, không phải là tài khoản nào cũng yêu cầu ngân hàng cung cấp đích danh mà chỉ những trường hợp đặc biệt mới cần ngân hàng cung cấp. Một thông tin văn quá nghệ thuật đáng chú ý liên quan đến cấp bằng nghệ sĩ được báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải. Theo thông tin trên báo lâu nay tiêu chuẩn đầu vào các đơn vị nghệ thuật công lập, nhất là ở lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, bắt buộc phải có bằng cấp đúng chuyên ngành. Việc phải dựa vào bằng cấp để công nhận thân phận tạo nên nghịch lý, người giỏi nghề nhưng thiếu bằng cấp nên không được nhận vào các đơn vị nghệ thuật nhà nước và có những người được đào tạo chính quy nhưng quá ít năng khiếu để làm nghề. Theo nhận định của nhiều nghệ nhân nổi tiếng được báo Sài Gòn Giải phóng đăng tải, Yếu tố quan trọng của một người nghệ sĩ trên sân khấu chính là việc hát diễn và được khán giả đón nhận. Sự bất hợp lý trong tuyển dụng nghệ sĩ đã và đang khiến nhiều nghệ sĩ giỏi nghề không bằng cấp mất đi cơ hội sáng tạo. Mặt khác, đây cũng là sự thiệt thòi của các nhà hát nghệ thuật truyền thống trong việc thu hút nguồn nhân lực tài năng, giỏi nghề để nâng cao chất lượng tổ chức biểu diễn. Thưa quý vị, bệnh nhân đầu tiên ghép gan ở Việt Nam qua đời là thông tin được khá nhiều trang báo đăng tải ngày hôm nay. À, trả lời báo Việt Nam Net thì đại diện Bệnh viện Quân y 103 đã xác nhận thông tin nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Diệp đã qua đời sáng ngày 29 tháng 11 sau thời gian điều trị tại viện cô không qua khỏi trong thời gian chuẩn bị bước vào cuộc đại phẫu ghép gan lần thứ hai theo thông tin từ báo Việt Nam Net thì à, Nguyễn Thị Diệp sinh năm 1995 quê ở Hải hậu Nam Định được ghép gan tại Bệnh viện Quân y 103 vào ngày 31 tháng 1 năm 2004 khi cô 9 tuổi người hiến gan cho cô là bố ruột ông Nguyễn Quốc Phong và để, để tiến hành ca phẫu thuật ghép gan cho Diệp thì các y bác sĩ học viện quân y bệnh viện quân y 103 phải chuẩn bị trong vòng 5 năm nhiều chuyên gia được cử đi nước ngoài học ghép gan miễn dịch huyết học các mổ được tiến hành với sự giúp đỡ của các chuyên gia Nhật Bản phó giáo sư Bùi Văn Mạnh giám đốc trung tâm hồi sức cấp cứu và chống độc bệnh viện quân y 103 cho biết Nguyễn Thị Diệp là trường hợp ghép gan có kết quả dài nhất ở Việt Nam tính đến nay bệnh nhân đã sống với lá gan ghép trong 16 năm, xong gan ghép cũng có tuổi thọ. Dịp không còn, xong sức sống mạnh mẽ của cô thì vẫn truyền cảm hứng đến cho nhiều người. Và trong thời gian đợi ghép gan lần thứ hai, Dịp vẫn lạc quan, động viên mọi người và bản thân nỗ lực sống bởi không muốn dừng lại ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời.